coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were. Nghĩ sao mặt này mà tụi nó bảo anh sợ vợ? Mấy đứa có thấy anh giống sợ vợ không? Có. Nhưng anh ơi đừng lo, cuối cùng em vẫn đây là, vẫn luôn là người thương chẳng rời xa. Đừng quay mặt đi. Chỉ có theo thời gian cũng sẽ đổi thay. Điều tuyệt vời nhớ sẽ bên đời như anh đã từng thấy. Tháng năm mù sầu từng màn đêm thâu, dòng ký ức sao đã loãng màu. Biết đến khi nào để đã lại cho thấy nhau. Cho đến khi mình có mối tình đầu tiên, và đó là khi mình như biến thành một con người khác vậy á. Mình như kiểu một người bị khùng á, khùng lắm. Mình khùng đến nỗi mà mình bị sốc với mọi người. Mình không ngờ là lúc yêu một ai đó mình sẽ như thế. Mình sẽ làm những cái điều như thế. Và bản thân mình thay đổi, nhưng mà thay đổi theo chiều hướng xấu ấy. Không thể nhận ra đấy là mình được. Bạn người yêu cũ thấy của mình ấy là một người khá là tuyệt vời. Vậy không trách móc vì mình. Bạn ấy chấp nhận bỏ qua hết những cái thiếu sót đấy của mình và sẵn sàng cùng mình thay đổi. Mình không thể chấp nhận nổi một phiên bản của mình như thế. Mình thấy nó lạ quá và xấu xí quá, nên là mình quyết định chia tay cho bạn ý và tự chữa lành, tự khắc phục mọi thứ ở mình. Trong chiều ai đến cuối cùng thì mình đang không bao giờ buồn đau vì em.
Kit nè, sao chia tay em lại xóa kết bạn anh vậy? Anh chỉ tán bạn thân của em thôi mà, sao nay nhờ em gái mời anh vào vậy? Nhớ anh rồi đúng không? Phải nói sao ta? Chắc là như lời rap cô đen vào. Anh nghĩ em tiếp anh sao thoát những tháng ngày đau đớn. Chẳng biết anh đang ở đâu với ai, làm gì từ nay đến mai. Mà trong cuộc gọi nhớ cô em anh lỡ ý như là bé cái. Như bị điếc á, chỉ ngừng yêu anh thôi mà. Anh nghĩ đợi em sẽ tiêu à, em vẫn trông thật yêu điều. Chẳng cho vậy là có gì chiếc váy xinh, vì em đã thôi nghĩ suy. Vậy nhưng quần quanh của anh với cô ta, thôi tránh xa xa giúp em nhờ cốt. Rồi từng đêm vẫn ướt hôi. Chẳng là chi nên chỉ đơn phương người thôi. Vậy yêu đơn phương là gì? Là ngóng chẳng dám nói ra. Vậy nói ra ta được gì? Được thêm một thứ mất đi. Ơ, Kit nè, sao chia tay em lại xóa kết bạn anh vậy? Anh chỉ tán bạn thân của em thôi mà, sao nay nhờ em gái mời anh vào vậy? Nhớ anh rồi đúng không? Phải nói sao ta? Chắc là như lời rap cô đen vào. Anh nghĩ em tiếp anh sao thoát những tháng ngày đau đớn. Chẳng biết anh đang ở đâu với ai, làm gì từ nay đến mai. Mà trong cuộc gọi nhớ cô em anh lỡ ý như là bé cái. Như bị điếc á, chỉ ngừng yêu anh thôi mà. Anh nghĩ đợi em sẽ tiêu à, em vẫn trông thật yêu điều. Chẳng cho vậy là có gì? Một chiếc váy xinh, vì em đã thôi nghĩ suy. Vậy nhưng quần quanh của anh với cô ta, thôi tránh xa xa giúp em nhờ cốt. First blood. Không được đâu em, anh có gia đình rồi. Em không tin đâu, anh vì đẹp trai vậy. Nếu như có người yêu á thì làm sao gõ đây một mình được đúng không? Lão không, của ai nhỉ? Những yêu thương luôn có thời gian. Thật lòng nhớ sẽ luôn đi sau lưng một người vô tư. Từng ngày lo lắng người anh đối với em thế nào. Giờ đoạn đường ấy vẫn như xưa, nhưng hôm nay thiếu một người. Ta đánh mất người.
chết. Và vài câu ca anh đã gửi em nếu có thể khiến em vui thương một ai đâu có ngay từ cái lúc đầu mới quen anh đang nói rồi, anh là thằng nhà nghèo. Tại sao lúc đó em vẫn cứ cố chấp yêu anh? Để rồi bây giờ gieo cho anh cả đống hy vọng, rồi bây giờ lại giật tắt nó đi, quay đi không quay đầu lại. Hôm nay bầu trời lại mưa vì anh rắn ngủ nhưng không được. Anh cần nhắm mắt thì hai hàng mi nó cố chạy ra từ dòng nước. Không biết vì một người nào đó mà con tim anh phải lạnh tin, nên nỗi buồn đó cứ mãi ùa về làm anh thức chán thức cả đêm. Suy nghĩ cố gắng để tình ai đó thế vai rồi tình người thứ hai, nhưng đâu có ai mà chịu yêu anh khi thành nhà nghèo còn nở dài. Ừ em nói đúng, ba mẹ em cấm vì do em còn phải đi học, lo cho tương lai của em sau này. Cảm giác thì cần khóc, không hiểu tại sao ba mẹ em cấm nhưng nhanh ép buộc là yêu anh. Rồi thời gian đó làm cho anh đau, làm cho anh đau từng đêm lạnh. Tin nhắn ai đó vẫn hiện lên kìa, ừ anh hôm nay ăn gì chưa. Không dám trả lời vì sợ ai đó thức chắn cùng anh như ngày bữa. Đã nói khi yêu anh vẫn một lòng giữ em mãi ở cạnh bên. Nhưng sao hôm nay gia đình cấn cạn khi hai chúng ta vừa mới đến. Anh đụng bạn lính để nói yêu em nhưng ba mẹ em lại cấn cạn. Vì sợ nhà nghèo sợ con mình khổ, cố gắng buôn xôi theo thời gian. Đến giờ nước mắt anh ngự cho em mà ba mẹ em có biết đâu. Ba mẹ em nói anh là thằng nghèo nên không gả em về làm dâu. Cũng vì đồng tiền anh sẽ cố gắng để anh thành công trong cuộc sống, sẽ cưới em về làm dâu nhà anh nhưng điều ngược lại là bằng không. Anh thì là hồ hàng ngày vất vả để kiếm đồng tiền bằng mồ hôi, còn em là niềm động lực để em thúc đẩy quay về bên tôi. Anh đủ bản lĩnh để nói yêu em nhưng ba mẹ em lại cấn cản, vì sợ nhà nghèo sợ con mình khổ, cố gắng buôn xôi theo thời gian. Anh xin vô có chuyện gì không? Em ơi, em quay lại với anh đi, không yêu anh cũng được, em đừng bỏ anh một mình có được không? Xếp bàn xa tít từ đằng sau, mấy chiếc thằng cuối bắc vẫn còn mơ ước được bằng tao. Muốn tao nghèo khổ lắm nhưng mà đấy cứ mà khổ lắm, đẻ con mẹ là ở vệ đích rồi bây giờ biết phải làm sao. Tông vào giặt tao nói, tông vào giặt tao nói, tông vào giặt tao nói, tông vào giặt tao nói. Tuy anh em tao giàu, tuy anh em tao nghèo nhưng mà anh em tao không biết chừng. Thằng nào đụng anh em tao thì đừng có đụng sao. Nha anh em tao ngoái đến anh em. Em chơi trước đi, người yêu cũ đang khóc, anh dụ cô ấy một tí. Tại sao đối với cô ấy lúc nào anh cũng dịu dàng quá vậy? Hả? Còn bên cạnh em anh chưa từng dịu dàng như vậy, lúc nào cũng chỉ biết quét nạt em thôi. Nhưng mà anh không nỡ quét nạt làm cho cô ấy tổn thương, em hiểu không? À, thì ra đối với anh chỉ có cô ấy biết tổn thương, còn em thì không. Nhưng mà bây giờ cô ấy đang bị tên khốn kia làm buồn, khóc đến sưng cả mắt. Bây giờ anh không dỗ cô ấy lại khóc nữa. Anh xót, em hiểu không? Anh xót, vậy rốt cuộc hiện tại ai mới là người yêu của anh hả? Em đừng có ích kỷ như vậy chứ. Nếu như mà anh đã còn thương người cũ thì cách tốt nhất đừng tìm người mới, đừng có gieo hy vọng cho người khác, rồi vứt nó đi như vậy.
ác lắm. Anh vừa lâu chưa một người yêu anh để hóa sơ thừa. Vẫn còn đâu đó ở vùng ngoại ô những chiếc xe tăng được màu chảy. Sài Gòn xưa trường tôi tin biết nhà đưa ta áo gái da nóng. Họ hẹn ở góc quán nhỏ sau giờ tan học đó là điều ta mong. Sài Gòn ngày xưa với mắt em đẹp như hòn ngọc của Đông Dương. Rồi chàng nghệ sĩ hoài mơ trong đó ta quên những chuỗi ngày. Mà vì khoảng cách đôi ta quá xa, người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này. Người hiểu cho anh và hãy thứ tha cho anh em nhé. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ quên. Ok, trận đấu thứ 3 của mùa giải tôi đã diễn ra với một trận đấu rất là sôi nổi và đầy mạn nhãn. Nhưng mà có điều là có một số thành phần tôi xích nên mình cũng thích nên nữa. Ok, mời anh tiếp theo lên giải tôi lấy đây. Muốn mông lên đời mãi mà lòng đâu dám bước lên. Đằng bước sau kia chứa bao yêu thương nhạt nào mà anh vừa trao đến nhàn. Cơn mưa đi bỗng qua, wow wow, khiến anh càng thêm yêu em. Không phải vì anh đã hết yêu em, mà vì khoảng cách đôi ta quá xa. Người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này. Người hiểu cho anh và hãy thứ tha cho anh. Chưa bao giờ trải qua con giấc tình yêu quá chiều tới kia. Tim anh còn khoảng trống vì em đi thôi phải không? Bây giờ nên chờ hay nên quên? Dẫu ai làm sao để giấc này nào? Chưa bao giờ trải qua con giấc tình yêu quá chiều tới kia. Tim anh còn khoảng trống vì em đi thôi phải không? Bây giờ nên chờ.
9. Hello chị Mưa nha, em mới vô quân đoàn hồi sáng. Em của gì? Người Hàn bay kiếm tao làm gì? Chuyện là tụi em cũng chưa có người yêu nên kiếm chị làm mai nè. Nghe nói là chị làm mai hay lắm. Đúng đúng đúng, chị Mưa số 1. Không biết à. Thôi mày ơi, giờ tao bận lắm, có rảnh đâu mình đi kiếm cho mày. Không, em tìm được người rồi, mà ngại nên là nhờ chị nói giùm thôi. Thằng nào? Cái anh ở bên quân đoàn 2 á chị. Hồi nãy anh chơi với em 5 trận, trận nào cũng top 1 mà anh toàn gánh team không luôn á chị. Rồi mày mời vô để tao coi thằng nào vậy. Đúng là một người đàn ông lý tưởng, phụ nữ rất yêu. Chị mà làm mai ảnh cho em mà thành công á là em bao chị một chục ly trà sữa luôn. Ê mày, làm mai cho tao mới đúng chứ. Mày khỏi, của tao trước rồi. Tao đã nói của tao. Ủa Hàng, mày có biết nó có gay hay chưa không? Ủa anh có người yêu chưa vậy? Anh có rồi. Nhỏ nào mà nhanh tay vậy, kêu nó vô đây cho em coi coi. Mày khỏi kiếm, nhỏ nó là tao nè. Ủa người ta nói chị ế mà. Trời ơi cái quân què gì vậy.